Rõ ràng là vợ chồng hạnh phúc, nhưng dàn sao Hoa Ngữ lại gây choáng vì sống như người xa lạ. Ở nhà riêng như Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ hóa ra còn bình thường chán. Có cặp đôi có con chung rồi còn chẳng chịu đăng ký kết hôn. Trong làng giải trí Hoa Ngữ có những cặp đôi vợ chồng khiến fan phải ghen tị vì dính nhau như Sam, nhưng cũng có không ít gia đình lạ lùng lắm. Mang danh là người chung chăn gối, nhưng thực tế họ lại ngủ giường riêng, thậm chí là ở phòng riêng, nhà riêng nữa đó. Hãy cùng xem thử đó là những ai nhé. Lưu Nhược Anh, Trung Tiểu Giang. Chắc ít ai biết được, Lưu Nhược Anh là một trong những mỹ nhân Hoa Ngữ có quyết định kết hôn cực kỳ vội vàng đó. Năm 2011, Lưu Nhược Anh làm đám cưới với chàng doanh nhân Trung Tiểu Giang chỉ sau 15 ngày hẹn hò. Đến năm 2015 thì họ có chung với nhau một cậu con trai, cuộc sống viên mãn khiến ai nấy đều phải ghen tị. Thế nên, rất nhiều khán giả đã phải bất ngờ khi biết trong 14 năm về chung nhà đó, Lưu Nhược Anh và Trung Tiểu Giang thường xuyên ở riêng. Theo nàng danh ca hé lộ thì vợ chồng họ có phòng ngủ riêng và Lưu Nhược Anh chưa từng cho phép ông xã bước chân vào phòng ngủ của mình. Nơi họ gặp nhau chính là phòng khách và phòng bếp, hệt như người lạ chung nhà vậy. Lý Ngải, Trương Tử Ninh. Vợ chồng nữ MC Lý Ngải và Trương Tử Ninh cũng được công chúng xếp vào hàng độc lạ Bình Dương. Bởi theo người đẹp này hé lộ thì vợ chồng họ suốt nhiều năm liền đều ngủ phòng riêng, thậm chí còn phân tầng trên dưới để hạn chế gặp mặt nữa cơ. Mãi sau này, Lý Ngải mới hé lộ lý do cho cuộc sống hôn nhân lạ lùng này. Hóa ra, sau khi thành sản phụ lớn tuổi và sinh con đầu lòng, cô mắc chứng nhạy cảm với tiếng động, chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể khiến nữ MC thao thức cả đêm. Còn ông xã Trương Tử Ninh lại thường hay ngáy ngủ. Vì lẽ đó mà họ phải chia phòng và chia tầng để Lý Ngải có được giấc ngủ tử tế mỗi ngày. Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ. Tính đến nay, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vĩ đã về chung nhà được 16 năm. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân của họ thường xuyên khiến công chúng phải đặt dấu chấm hỏi lớn. Bởi dù có danh nghĩa là vợ chồng, nhưng họ lại chọn không sinh con chung, phân tài sản rất rạch ròi lại còn chia phòng hay chia nhà để ngủ nữa cơ. Lý do là vì Lưu Gia Linh mắc bệnh sạch sẽ, cô thường bứt rứt và khó chịu khi có ai đó bước chân vào phòng ngủ và phòng vệ sinh của mình. Còn Lương Triều Vĩ là người hướng nội, có những lúc chỉ muốn ở một mình suốt hàng tuần liền. Vì lẽ đó mà cặp đôi này phải chia phòng riêng, có những lúc lại ai về nhà nấy để bảo vệ sự riêng tư của đối phương. Có lẽ nhờ cách sống đặc biệt đó mà họ mới có thể dung hòa được tính xấu của nhau, thành cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ đó. Trần Khả Tân, Ngô Quân Như. Cặp vợ chồng đạo diễn Trần Khả Tân và diễn viên Ngô Quân Như luôn được người ta coi là gia đình kiểu mẫu, bên nhau hàng chục năm vẫn gắn bó mặn nồng. Thế nhưng, khi tìm hiểu kỹ hơn về cặp đôi này thì đa số khán giả đều phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa đó. Bởi so với ba gia đình ở trên thì họ còn độc lạ Bình Dương hơn rất nhiều. Dù đã có với nhau một nàng công chúa, nhưng đến tận bây giờ Ngô Quân Như và Trần Khả Tân vẫn không chịu đăng ký kết hôn. Đã thế, dù mang tiếng là ở chung nhà, nhưng thực tế họ lại chia giường để ngủ, thường xuyên xa cách vì tính chất công việc. Người không biết thì đinh ninh là Trần Khả Tân chẳng cho người chung chăn gối danh phận chính thức. Thực tế là do Ngô Quân Như thường xuyên từ chối lời cầu hôn của vị đạo diễn lừng danh này đó. Bởi nữ diễn viên hài sợ nếu làm bà Trần thì công chúng sẽ quên mất thân phận diễn viên của cô, quên luôn cái tên Ngô Quân Như.